Có nhu cầu mua acc Liên Quân, acc Free Fire giá rẻ thì hãy đến ngay với shop gaobet.com để ủng hộ cho cô Ngân và Gaobet. Shop này do Gaobet làm chủ và chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm nha mọi người. Có cho đi kẻ không? Không. Đừng có chơi cực. Chơi với quân nam đồ bây giờ nhau mới nói bây giờ bây giờ chơi với quân nam đi... đồ từ đâu Tiền Giang hả? Bữa tao vô tao coi cái clip gì cô tát y cư có còn yêu cô nan không. Tao coi tao ngứa mắt tao già luôn, thấy không? Trời ơi, từ dưới đó mà đi lên trên Sài Gòn chơi nít, what the hell. Ba mẹ cứ dễ mà vậy luôn, dễ khi móc ba mẹ là ba mẹ hơi thương con rồi đó, cho đi chơi với trai mà phát hiện như cư đi chơi với trai nha. Tôi không ngờ mấy người là con người như vậy luôn á, mấy người đi chơi với trai, mấy người đi chơi với cô nan nha. Ba mẹ mới cho đây ui mà bây giờ chứ bình thường không cho đi đâu. Mai sẽ có clip phát hiện IQ lên Sài Gòn chơi với cô nan. Tao quay này, yêu đương chuột này nhà. Yêu đương còn công chuột khai nè. Chuột nhà, con Biện Minh bảo là đi chơi với chị Quân Đoàn nữa, nhưng mà thật ra lên để đi chơi với Conan. Cái chị Quân Đoàn chẳng qua là bình phong tranh gió thôi, hiểu không? Chứ thực chất là người ta là đi chơi chung với nhau. Nhỏ thôi, ba tụi mình biết thôi. Ui, ba tụi mình biết thôi đó. Nó có nó ngầm công nhận rồi kìa, đậu xanh. Nó công nhận là nó sẽ đi chơi với Conan. Hai đứa sẽ đi tỏ tình ở một cái nơi gọi là người ta nó sẽ lên cầu ánh sao, nơi có nhiều sao lấp lánh. Sau đó hai đứa sẽ bắt đầu trao cho nhau những cái ôm nồng thắm. Sau đó hai đứa sẽ bắt đầu nói chuyện với nhau bằng những cái tình cảm ngọt ngào đó. Ủa, lên cao anh lên xong rồi về hả Y Cư? Xong rồi thứ bảy mới lên nữa hả? Đâu có, cơn ở mấy ngày rồi. Ủa, ở mấy ngày nữa à? Thôi chết rồi, xong. Lên mà lên còn ở mấy ngày đã thì thấy mẹ rồi, không biết là chuyện gì sẽ xảy ra. Có khi nào tôi đi bưng lễ sớm không trời? Nhà chị bưng lễ mà, tự nhà nó anh đâu. Ủa, mấy hả? Ai biết được. Ui. Ở Bình Dương ấy, Bình Dương rồi. Tôi không biết được mấy người đang nói cái gì hết á. Mấy người bảo là mấy người không ở với Conan, nhưng mà làm sao tôi biết được, tôi đâu có ở chung với mấy người đó, tôi biết. Đừng có nói vậy, đừng có nhìn cơ người ta nói là con gái hư. Hư hư khi móc mà hư, hư khi móc mà hư. Chắc có hư ngay. Ừ, trong sáng ôm nhau nắm tay nhưng vẫn là bạn. Ui, hao tu. Nghe như vậy phải nguy hiểm á bà nội. Tuổi trẻ bây giờ khác rồi anh. Tuổi trẻ bây giờ vậy đó. Mày biết người ta gặp nhau, người ta bắt tay, người ta ôm nhau vẫn là cứ có biết là ngày xưa anh bạc yêu cô Ngân là anh bạc phải đợi tầm 6 tháng sau anh bạc mới bắt được nắm tay quả đầu tiên không cơ? Bây giờ cứ cho nó ôm thoải mái rồi nắm tay thoải mái rồi mới bắt đầu vẫn cứ làm bạn chịu rồi. Mà may mới ôm mới nắm tay rồi đó, khi nào mà có bầu rồi vẫn làm bạn, lúc đó mới sợ. Ôm mới nắm tay là bình thường đúng không? Cuộc sống bây giờ nó thoáng quá hả? Ô, nó nhảy xuống rồi cô ơi. Nó cứ lên tầm cái màu 14. Tôi không ngờ Y Cư là con người như vậy luôn á. Không, Cư không phải là con gái hư. Đúng rồi, Cư không phải là con gái hư, ôm nhau nắm tay vẫn là bạn. Ủa mà ôm nhau bình thường mà, hai đứa nít ôm nhau bình thường mà. Ui, nó chạy vòng qua đây rồi, Cư ơi. Ui, chạy vòng qua đây rồi nè. Trắng da, trắng da, để đó tôi lo cho trắng da. Mấy người trắng da đi, mấy người trắng da, tôi thấy nó rồi nè. Trắng da đi, để đó tôi lo cho trắng da. Đây nè. Ôi, cô ca. Bắt nạt cô Ngân. Còn nữa kìa, ui. Tao đứa nào bắt nạt đâu. Công gia chơi nó. Từ từ thôi quá.
Ui, đau đau đau, cứu người đi, người ta sắp chết tới nơi rồi còn không lo cứu. Ui, nó công qua này Quốc ơi. Quốc một. Không sao đâu, có bom kia rồi. Sao mày nó chạy vòng rồi nè. Ui cái gì vậy? Ui nó yếu lắm rồi. Ui nó gặp trò kìa, khốn lạn. Khốn lạn rồi. Thằng này đâu rồi? Người đàn ông yêu đuối đó là anh. Người đàn ông yêu đuối đó là anh. Cứu, cứu Quyền. Xong. Yêu cái cục cải, tim có ngày con trai cũng chết luôn. Do bè như cái cục cải. Đâu, do là anh muốn trận sau Conan vô thay anh nên là anh mới giả vờ anh yêu đuối. Đó. Có đứa nó chuẩn bị nó lên chơi với Conan, nó mừng lắm. Biết mà, nó biết mà. Ê cô, anh hỏi thiệt nha, có thích Conan không ý cô? Dạ luôn. Không thích à? Không thích chơi chào 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 đồ. Từ ý cô. Tôi không ngờ mấy người chào chào vậy luôn á. Không biết là yêu đánh. Nó xuống không cống. Mà nhiều lúc cũng có nhiều mối hệ nó khá giống là tình yêu nhưng không phải là tình yêu. Ồ, à hóa ra là chỉ là giống giống thôi không. Gục. Ừ, nó qua cứu nó này. Nó cứu kìa. Công lên luôn, cả team công lên. Dồn nam vô người nó, đó nó cứu kìa cô Ngân. Không nào con người cứu. Giết thằng bên này trước, thằng bên này yếu máu. Ui nó yếu rồi. Ui cứu cô đi. Đừng để nó giết cô, help me. Trời ơi, gao bè cái cô cãi, gao bè chả đã mang được chi hết. Tính ra là anh có làm gì đâu, anh chết rồi mà. Ui. Ê cu, nói thiệt đi, còn thích Conan không? Không hả? Thế là vậy, bây giờ là nắm tay với ôm vẫn là bạn đúng không? Đúng rồi. Ồ, thế có sắp tới có định là sẽ ôm Conan không? Vậy luôn, quốc kỳ quá. Lâu ngày không gặp nhau. Ôi, ở trên ấy nè. Thôi không sao đâu ê cu. Bây giờ mà không ấy, nó mà phản bội mà nó kêu là làm bạn thì muốn chích bà nó luôn đi. Đậu xanh yêu thương gì mấy thằng đó nữa. Ui cô Ngân gục rồi, cứu cô Ngân ơi, cứu cô Win ơi. Win chạy đi đâu vậy, cô ở đây mà. Có chừng nó không quá. Thấy bà nậu rồi, thấy thua không rồi đó. Ui bà bốn thằng rồi xong. Rồi xong. Như cái cú cái. Tất cả là tại gao bè không thể bảo vệ được. Rồi xong. Chứ cú cái gao bè như cái cú cái. Tôi đang kiểu hoang mang bởi vì tôi kiểu không hiểu chuyện gì xảy ra. Thương cư quá. Đi ngủ đi, đi ngủ đi cư, đi ngủ đi. Đi ngủ với Mai còn chơi với Na. Đi cứ đi ngủ với Mai thì Na đúng không? Đi cứ đi ngủ với Mai thì. Cô đã có ý định ngày mai sẽ đi cùng với Na nên là mình phải. Đâu? Phải. Mai lên tới Sài Gòn tám cho máy to luôn nên là không có đi đâu được. Thôi nói cho thật, ngày mai mấy người bắt đầu tỏ tình tỏ tụm nhau trong trên cầu ánh sao á, xong mấy người đưa nhẫn ra mấy người trao cho nhau, tôi biết thừa vậy qua tôi không muốn nói thôi. Ôi con nít nói yêu đương gì rồi, con nít con nôi bây giờ nó có bầu đầy ra trời. Trời ơi ghê quá, hôm nãy là con nít đỏ, tuần này là con nít cưa trong sáng, cưa tích trong sáng. May mà nó trong sáng, nó mà trong tối cái là thấy mịa rồi. Cái lúc con nít thì con nít, cho tới cái lúc mà nó trong tối là nó vẫn vậy à. Em là một, em có một tình bạn rất trong sáng. Không biết có trong sáng không nhưng mà tới giờ mà trong tối là có chuyện à. Tức hả?
nói nè. Đúng không? Ơi bắn nhau đâu vậy? Ôi. Này này này, cái bỏ cái tật bắn một mình đi nha, tôi khóc đấy nha. Đậu xanh mấy người vừa phải thôi. Mấy người tính không cho tôi kêu qua cái chi? Ôi kêu anh qua để anh có gục được đồng đội lên thêm cái tạ. Thôi cần có chút. Anh giết được một thằng rồi. Ghê vậy. Ui. Thấy ghê không? Thấy ghê không? Ghê ghê quá. Bắn thấy ghê luôn á. Bắn vào thằng kia nó chạy bán dép bán sống. Gia đình bốn người con gái đi chứ nãy tại anh cãi trước rồi. Thôi gia đình mình em thôi, gia đình bốn người con gái kỳ lắm em. À nhầm, ba người con gái chứ đâu ra bốn. Gia đình mình em thôi là anh đủ mệt rồi. Anh mẹ bảo là anh mẹ là con gái mà. Ừ anh cũng chỉ là con gái thôi, buồn là sao không hay. Hay vui là cười. Anh cũng muốn anh như bao người được được anh kia bên cạnh một mình anh thôi. Ôi trời ơi. Hay không, hay không? Một bài hát. Từ khi quen Ngân anh đã biết giới tính của anh không phải là đàn ông. Cái gì kệ nó đi. Anh đang bận đi tăng giáp rồi. Cô đang ngồi trong cái này, cô đang... Đàn ông gì kỳ, cô bỏ lại người con gái. Không sao, cô... Ơ, thì anh chơi nhân vật nữ, thì anh phải gọi là người phụ nữ chứ không phải gọi người đàn ông. Không thể gọi là phụ nữ được, cô phải gọi là người con gái, phụ nữ và các con rồi. Thế cư, còn vấn đề với Conan sao? Conan là đàn ông hay là phụ nữ? Vậy là anh Conan là con nít. Cái gì? Conan là con nít thôi. Hóa ra là con nít mà đã rủ nhau đi chơi rồi. Không biết có ở chung hay không chứ thấy rủ nhau đi chơi rồi nha. Tôi không ngờ mấy người là con người như vậy. Ui, ui, nó kìa. Ui. Bên kia còn. Ở trên đây còn nè anh. Ở đây nè anh ơi. Ui tới nhà, ui bên kia. Cú nhanh lên cu ơi, nhanh lên cu ơi. Cu anh ở đây mà cu. Cú ơi, cu đi đâu ơi cu, anh ở đây mà cu. Có người qua Quinn ơi, có người qua, bấm kêu. Nó chạy qua kìa Quinn ơi. Ôi. Cu như cái củ cải vậy cu. Cô như cái của cái anh đứng đó mà cô không cứu anh. Anh là con trai thì anh phải cứu ba người con gái đi chứ. Ui, nửa kìa, nửa kìa. Ui, chết rồi rồi. Cứu người đi. Tôi cứu cho. Ui, gái bè nó giết luôn. Cái. Anh bị gái giết em, cô gái hư hỏng kìa. Vậy luôn. Em nhầm súng rồi mọi người. Ui. Cái cô gái. Ui, đất hả? Phải trốn đi, tưởng là người cùng tim. Cùng tim khỉ mốc mà cùng tim. Nó chạy ngang luôn. Chắc nó là bạn em ngay. Chắc không ai thèm cứu tôi hết. Tôi chỉ có thất vọng về mấy người. Anh cùng trốn mà. Trời ơi, không ai thèm cứu luôn á. Trời ơi, trong khi đó mình là người đàn ông duy nhất của tim. Ừ. Không, anh là phụ nữ. Tôi phụ nữ. Anh cũng chỉ là con gái trôi. Buồn là khóc hay vui là anh cười. Thế bây giờ ba người con gái phải làm cái phần này không anh? Cục kẹo quá. Em biết cơ, mang chiếc cầm ra